Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng rau dền từ hạt. Ở đây mình sử dụng đất trộn mua sẵn ở các cửa hàng và mình dùng khay nhựa thông minh để trồng nha các bạn. Trong video này mình chia sẻ từ lúc gieo hạt cho đến lúc thu hoạch bằng phương pháp trồng hữu cơ tại nhà. Hạt rau dền rất là dễ nảy mầm nên mình sẽ gieo trực tiếp vào đất luôn, không cần phải ngâm ủ nha các bạn. Ở đây mình sẽ rải đều hạt rau dền vào đất. Các bạn nhớ rải đừng dày quá nha. Sau này cây lớn sẽ dễ phát triển hơn. Mình sẽ rải theo hàng nha các bạn. Tùy theo các bạn có thể rải đều khắp khay cũng được. Ở đây thì mình sẽ rải theo hàng. Mỗi hàng cách nhau khoảng 5cm nha các bạn. Như vậy là mình đã rải xong hạt rau dền. Giờ mình sẽ phủ lên bề mặt một lớp đất mỏng nha các bạn. Trong phần đất của mình ở đây, mình có trộn một ít phân gà để bón lót nha các bạn. Tùy điều kiện của các bạn, có thể sử dụng phân bò, phân trùng quế cũng được. Sau khi rải xong lớp đất mỏng này, thì mình sẽ bắt đầu tưới nước cho khay ẩm nha các bạn. Các bạn lưu ý phải luôn giữ ẩm cho khay thì hạt mới nảy mầm nha các bạn. Trường hợp trời mưa quá thì các bạn có thể không cần phải tưới nha các bạn. Khay đất sau khi tưới ẩm thì mình sẽ để ở bóng râm nha các bạn. Một vài hôm để hạt nảy mầm. Hôm nay rau dền của mình đã trồng được 5 ngày đó các bạn. Hôm nay hạt đã nảy mầm lên rất là đều ha các bạn. Ở đây mình sử dụng rau dền đỏ nha các bạn, nên các bạn thấy cây con màu rất là đỏ đẹp ha. Các bạn lưu ý, trong quá trình rau dền lên cây non như thế này thì sẽ có nhiều ốc sên nha các bạn. Các bạn có thể phòng trừ bằng cách kiểm tra và bắt ốc sên, hoặc có thể sử dụng vỏ trứng gà đập nhuyễn nha các bạn. Để xem cách làm vỏ trứng gà, các bạn có thể xem lại video của mình đã giới thiệu nha các bạn. Bên cạnh, các bạn có thể dùng lưới len để vây quanh khay nhựa của mình nha các bạn. Rau dền hôm nay đã được 10 ngày kể từ lúc trồng rồi đó các bạn. Cây phát triển rất là tốt. Trong khay nhựa của mình thấy cũng có cỏ các bạn. Các bạn nhớ làm cỏ để tránh mất chất dinh dưỡng nha các bạn, cũng như phòng trừ được sâu bệnh cho cây. Rau dền là loại cây ưa nắng nha các bạn. Các bạn nên để rau dền ở ngoài nắng thì cây sẽ phát triển và ít sâu bệnh hơn nha các bạn. Trong quá trình trồng, các bạn nhớ ở tưới nước giữ ẩm thường xuyên. Các bạn có thể tưới 2 lần vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát nha các bạn. Các bạn lưu ý không nên tưới rau vào lúc trời quá tối. Như vậy sẽ dễ phát triển nấm bệnh và sâu bệnh cho rau nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành bón thêm phân gà cho rau dền nha các bạn. Ở đây mình sử dụng phân gà viên đóng gói sẵn nha các bạn. Phân gà rất là dễ sử dụng, đã được xử lý và đóng gói nên rất hạn chế được nấm bệnh nha các bạn. Thank you.
mình sẽ bón phân gà bằng cách rải đều lên trên mặt chậu nha các bạn. Sử dụng phân gà, mình sẽ không sợ vấn đề cây bị nóng do sử dụng phân quá liều đâu nha các bạn. Vì cái lượng phân cũng vừa phải thôi và là phân hữu cơ. Sau khi rải đều thì các bạn sẽ tưới ẩm nha các bạn. Lúc đó phân sẽ rã ra từ từ và cây sẽ hấp thụ nha các bạn. Rau dền của mình được 25 ngày kể từ lúc trồng rồi đó các bạn. Sau khi mình bón lót phân gà thì hôm nay rau của mình rất là đẹp ha. Lúc này các bạn có thể thu hoạch rau để ăn dần rồi đó các bạn. Rau dền có thể trồng và thu hoạch ăn quanh năm nha các bạn. Khi thu hoạch các bạn sẽ thu hoạch những cây lớn ở phía trên và những cây nhỏ phía dưới sẽ phát triển lên nha các bạn. Mời các bạn xem hết video để cùng đi thu hoạch rau dền với mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy hữu ích, xin hãy like, đăng ký kênh và nhớ bấm chuông nha các bạn. Với điều kiện về không gian chật hẹp thì những chậu rau như thế này sẽ là giải pháp tuyệt vời nha các bạn. Vừa có rau sạch để ăn tại nhà và vừa thỏa được niềm đam mê trồng cây, trồng rau nha các bạn. Hôm nay rau của mình đã được 35 ngày và mình sẽ thu hoạch nha các bạn. Mình mời các bạn cùng với mình đi thu hoạch rau dền luôn nha.